Xin chào các bạn nha. Các bạn nhìn cái tiêu đề video là chắc cũng biết là mình đang làm cái gì rồi đúng không? Thì trước tiên thì mình sẽ làm thử demo cho các bạn một cái, sẽ cho các bạn xem trước nha. Đây là cái phương pháp mà mình tạo ra mã QR hàng loạt đây này, cực kỳ nhanh luôn. Áp dụng cho những bạn nào mà có nhiều cái link muốn dẫn liên kết link hàng loạt nha. Rất là nhanh luôn. Đó. Đó, chúng ta chỉ cần kéo một cái là mấy cái link này nè, mấy cái link YouTube của mình nè, nó sẽ thành mã QR hết. Thì người khác chỉ cần quét cái mã QR này sẽ vào ngay cái clip mà mình muốn cho người khác xem đó. Thấy không? Đây là những cái link mà của kênh YouTube mình nha. Rồi, để mà làm được như vậy á thì mình sẽ làm lại từ đầu cho các bạn xem nha. Thì đây, cái này là mình hướng dẫn chi tiết dành cho những bạn mà chưa có sử dụng Google Sheet nè. Ở đây ha, mình vô cái là bây giờ mình vô cái trang Google đi. Thì các bạn vào cái danh mục này nè, nó có cái Google Sheet, trang tính, tiếng Việt là trang tính nha. Hoặc là các bạn cũng có thể gõ cái địa chỉ cho đây nè, docs.google.com nha. Thì nó sẽ ra cái trang này. Thì sau đó các bạn mở một cái trang trống, trang mới lên. Đó. Thì trước tiên thì các bạn sẽ vào những cái ô đầu tiên này đi. Chúng ta sẽ đi copy những cái link mà chúng ta muốn muốn để muốn tạo mã ha. Ở đây mình sẽ copy mấy cái link clip YouTube của mình sẽ chép địa chỉ liên kết nè. Đó, rồi mình sẽ qua đây. Mình dán mấy cái địa chỉ đó, kéo dài ra cho nó trống mình dễ nhìn thôi. Rồi mình tiếp tục mình kiếm thêm cái link khác nha, sao chép địa chỉ liên kết nha. Rồi các bạn muốn nhiều link, cái này là sẽ áp dụng cho chúng ta tạo ra hàng loạt nha. Ví dụ cái kênh YouTube của mình nó có tới vài trăm cái clip mà mình muốn tạo mã QR để mình cho những cái người xem á, người ta quét cái mã QR để mà người ta tới cái video, chính xác cái video của mình liền. Thì mình sẽ làm theo cách này, nó sẽ nhanh, tạo cái mã QR code rất là nhanh nha. Ok, sao chép địa chỉ liên kết nha. Rồi mình làm demo một vài link như vậy thôi. Cái này mà mấy bạn mà có vài trăm cái địa chỉ liên kết này muốn tạo mã QR thì tạo theo cái cách này rất là nhanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ copy một cái địa chỉ, một cái đoạn code. Ok, mình vào cái lịch sử đây. Đây là cái đoạn code để tạo mã QR nha. Mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video này để cho các bạn copy rồi các bạn dán vào cho nó dễ nha. Thì các bạn sẽ không cần quan tâm nhiều ở cái dòng code đâu. Các bạn chỉ cần quan tâm ở hai chỗ thôi. Đây là 200 x 200. Có nghĩa là kích thước á, đây 200 nó tính là pixel đó các bạn. Pixel là điểm ảnh nha. Rồi cái chỗ mà chú ý thứ hai, ngoài cái con số kích thước của cái hình của mình, thì cái thứ hai đó là cái dòng cột của cái file Excel. Rồi mình sẽ vào đây mình dán thử nha. Rồi vào đây mình dán vô nè. Rồi là dán Ctrl V. Mình vừa dán vào thì nó tạo ra cái dòng mã liền ha. Mình để mà mình xem cho nó đầy đủ kích thước á thì mình sẽ kéo cái hàng này to lên nha. Đây. Đây cái các bạn click vào cái ô mã QR này thì nó ở trên này nó sẽ hiện cái dòng code mà chúng ta vừa copy vào nè. Thì A2 đây á, A2 đây chính là cái hàng số 2 cột A đó. Thấy không? Rồi, bây giờ mình chỉ cần nắm cái chuột ở cái góc này nè, mình kéo xuống thì nó sẽ tạo tất cả những cái link ở phía bên dưới. Cho dù là mình có hàng trăm hàng ngàn cái link như thế này thì mình chỉ cần copy vô sẵn rồi mình kéo một cái là xong hết nha. Thì tạo mã QR này á nó có rất là nhiều cách, nhưng mà mình tìm được hai cách tối ưu nhất
Thì cách thứ nhất á, là tạo bằng cái phần mềm Illustrator. Thì trước đó mình đã có một cái clip hướng dẫn rồi, thì cái cách đó là dành cho những cái người làm công việc thiết kế mà tạo mã QR này đó. Thì những cái người mà có chuyên về thiết kế á, thì phải có cái file mã QR bằng định dạng vector thì phải dùng cái phần mềm đó. Còn những bạn mà không cần dùng tới cái file có định dạng vector mà chỉ cần có cái hình, có cái mã QR này thôi, mã code này thôi, thì chúng ta sẽ áp dụng bằng cách này rất là nhanh luôn ha. Cho dù là mình tạo ra hàng trăm hàng ngàn link gì đó thì chỉ cần một cái cú click rồi kéo xuống là tất cả nó sẽ ra cái mã cho mình. Trước tiên mình muốn tải xuống á, thì mình kéo mấy cái này ra cho nó to, ra để cái kích thước của cái file này nó đồng đều với nhau cái đã. À, lúc nãy mình kéo nó không có đều cho nên là cái thì to cái thì nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ kéo giãn nó ra để cho nó đều, tại vì kích thước này á, là mình giới hạn cho nó là 200 x 200 mà đúng không, nó vuông đó, cái chiều chiều ngang 200, chiều dọc 200 đó. Thì mình kéo cái ô này xuống to ra nữa thì nó cũng ở 200 thôi đó, mình kéo cho nó vừa 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 cái khoảng trống là được nha. Rồi muốn nó bằng nhau á, đây chúng ta kéo cái cột dọc và nó ép vô ha, như vậy là nó sẽ bằng nhau thôi đó. Thấy không, mọi người thấy nó đều nhau hết rồi đó. Rồi thì sau cái bước ép vô cho nó bằng nhau á, thì mình bấm cái vào cái chữ tiệp nè, rồi bấm tải xuống, mình sẽ xuất ra dạng file PDF nha. Ok rồi, mình tạm thời là mình sẽ để cái định dạng như thế này ha, mình không có căn chỉnh gì hết. Rồi các bạn có muốn căn chỉnh gì thì các bạn thử nghiệm thêm các cái tính năng trong này đó, mình làm nhanh gọn cho để hướng dẫn cho mọi người cái cách tạo mã QR thôi. Rồi mình xuất nha. Ok, cái sau khi mà bấm xuất á, thì cái file PDF nó đã tải xuống rồi nè. Đó, lúc nãy mình chưa có đặt tiêu đề cho nên là nó để là bản tính chưa có tiêu đề nha. Mình lưu ở desktop rồi save. Ok nha các bạn. Vậy là nó đã save thành công. Rồi, nó nằm ở ngoài desktop đây. Đó. Đây là cái file. Mình mở lên thử nha. Mình sẽ mở bằng web. Lý do là do cái phần mềm đọc file PDF của mình nó đang bị lỗi rắc, cho nên là mình sẽ mở bằng trình duyệt luôn ha. Trình duyệt nó sẽ đọc được file PDF đây. Thì sau khi mà xuất ra, chúng ta sẽ có một cái file PDF như thế này đó. Ok nha các bạn. Rồi mình lấy cái file PDF này mình đem ra tiệm in thì người ta sẽ in cho mình rồi. Đó là một cách, nhưng mà cái cách này mình thấy nó hơi bị hao giấy. Rồi còn một cách nữa, mình sẽ thử xem nó có mở được cái file PDF này trong Photoshop hay không nha. Ok, mình sẽ quăng cái file PDF này vô Photoshop xem Photoshop nó có mở lên được không. Rồi ok, đây Photoshop nó đọc được cái file PDF đây. Rồi mình sẽ chọn vào Ismay. Đó, thì nó sẽ Photoshop ấy, nó sẽ nhận diện lên những cái hình thôi. Đó, 1 2 3 4 5 6. Ở đây thì chúng ta sẽ xem ở trên cái file này nè. Đó. Một á là cái đầu tiên. Đó, nó sẽ là trang đầu tiên ha. 1 tới 6. Rồi, đây. Đó. Như vậy là nó quá tiện luôn. Cái kích thước của mình nó sẽ đều nhau nha. Ok. Oh yeah. Sao nó mở lên có một cái vậy? Chắc là mình quên chọn cái chức năng nào rồi. Mình sẽ mở lại thử một lần nữa nha. Rồi quăng cái file PDF vô nè. Ok. À rồi, các bạn phải click chọn hết nha, đè cái nút Control nè. Bấm vô số 1 nè, số 2 nè. Vẫn giữ cái nút Control nha, vẫn giữ cái nút Control trên bàn phím nha. Đó thì bấm tới đâu là cái viền này nó hiện màu xanh nè, nó cứ tí xíu à. Rồi ok, sau khi mà bấm xong á, bấm ok
đó, lúc này thì nó mới sẽ mở lên cho chúng ta nè. Đó, mở một cái tab là một trang ha. Rồi bây giờ là đây là cái lý do mà cái file này cũng tương đối là chất lượng đó các bạn. 200x200 pixel là to rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái trang A4. À, chọn print rồi. Đây photo đây ha. Ở đây nó không có sẵn cái A4 để cho mình chọn. Vậy thì mình sẽ chọn lại pixel. Pixel nè. Ngang là 210 nè. Cao là 297 nè. Ok. Resolution 300. Rồi mấy cái thông số còn lại tại nguyên đó đi. Đó. Đây là cái trang A4 nha. Bây giờ chúng ta chỉ việc là copy những cái file này bỏ qua cái trang A4 thôi. Cần chọn A nè, cần chọn C nè. Ok. Đó, cần chọn V. Rồi, một hình nha. Xong rồi chúng ta tắt nó đi. Đó, cái trang trang mòn rồi bỏ đi. No. Rồi. Ở đây cũng vậy, cần chọn A, cần chọn C. Ctrl V. À, sau khi lấy xong thì chúng ta bỏ cái trang này đi, không cần phải lưu luôn. Đã, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Rồi sau khi lấy xong rồi chúng ta cũng bỏ nó luôn. Đây, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Đó. Rồi, đó. Ok. Rồi, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Rồi, cục bỏ, tắt đi. Sau khi mà copy xong rồi thì tắt đi. Thì tới đây á, đây, tất cả các mã nó bằng kích thước nhau nè, thấy không? Đó, tất cả các mã nó sẽ bằng kích thước nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn tất cả các layer, tổng cộng là 6 layer nha. Rồi mình bấm canh cho T, thu nhỏ nó xuống. Mình canh cho nó vừa. Mình sẽ cái layer số 2 nè, mình sẽ kéo qua đây. Thì trong lúc kéo qua mình giữ phím shift nha. Rồi tới layer số 3 mình sẽ kéo qua tiếp. Đó. Rồi mình sẽ chọn hết 3 layer này. Rồi giữ phím shift kéo xuống. Ok. Rồi, 3 layer này mình sẽ chọn hết cả 3 layer này. Thì ở trên đây nó có cái mục căng chỉnh cho đều nhau nè. Mình lít vô chỗ này nha, cho nó căng hàng ngang nha. Đó, thì cái nó sẽ căng theo cái giữa. Để sau khi mà chúng ta in ra, chúng ta cắt dán cho nó dễ. Đó. Rồi, ở dưới đây thì cũng tương tự như vậy. Cái số 6 thì mình sẽ kéo ra cho nó bằng với cái ở trên ha. Rồi, mình sẽ chọn. Rồi mình cũng lít vô trong cái chỗ canh chỉnh này. Đó, thì nó sẽ ra. Rồi mình chọn tất cả nè, mình dời nó lên một tí xíu nha. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đem đi in. Thì cái này là đối với những cái anh chị mà thiết kế bao bì nhãn mác cho cái sản phẩm nào đó ha, mà muốn kèm vô cái clip để mà hướng dẫn sử dụng cho khách hàng luôn. Đó, thì chúng ta sẽ tạo làm một cái clip hướng dẫn sử dụng ha. Thí dụ như bây giờ mình gõ ở đây á, là mấy cái clip của mình làm demo thôi ha. Thí dụ như bây giờ mình gõ cà phê Trung Nguyên đi ha, Trung Nguyên. Đó. Đây, cách pha chế cà phê phin đúng kỹ thuật. Đó, nguồn Trung Nguyên Group nè. Đó. Ok. Rồi, mình Đó, thí dụ ha, một cái đơn vị nào đó bán sản phẩm. Đó, thì họ sẽ quay video để mà hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm đó ha. Đây, cách pha chế cà phê phin đúng kỹ thuật. À. Rồi. Thì
sau khi mà bán cái gói cà phê này đi, thì người ta cũng sẽ in kèm vô cái người ta sẽ in cái mã QR này vô cái vỏ hộp sản phẩm để cho khách hàng sau khi mà mua cái sản phẩm này rồi, cái bắt đầu chỉ cần khách hàng quét cái mã QR này thì khách hàng sẽ được dẫn tới cái clip hướng dẫn sử dụng này ha. Đó thì đây là những cái cách mà các đơn vị người ta bán hàng bán sản phẩm người ta ứng dụng cái mã QR để mà chăm sóc cho doanh nghiệp của người ta ha. Thì cái cách này cũng có thể là sẽ áp dụng cho những cái quán ăn nhà hàng được nữa ha. Mình nghĩ là các cái nhà hàng quán ăn thì nên nên ứng dụng cái mã QR này trong cái việc hướng dẫn khách hàng. Thí dụ như khách hàng mà một cái vị khách mà người ta chỉ tò mò cái quán đó, người ta muốn đến đó, người ta thử thôi, người ta sẽ gọi một cái món ăn nào đó mà trước đây người ta chưa từng ăn, người ta chưa từng biết tới cái món đó ha, người ta sẽ gọi ra để ăn thử. Thì nếu mà quán ăn đó tinh tế một chút thì sẽ ứng dụng được cái cách này, làm một số clip hướng dẫn ha, là một số clip hướng dẫn về cái món ăn chuẩn của quán của mình phục vụ cho khách hàng đó, thì sau đó làm cái mã QR này để dán vào trong cái menu ha. Khách hàng mà đến gọi món xong, người ta chỉ cần nhìn vô cái menu á, người ta quét cái mã QR này, người ta sẽ thấy được cái clip hướng dẫn cách ăn món ăn, hoặc là người ta sẽ nhận được cái thông tin về cái món ăn đó nha. Rồi thì mình sẽ hồi nãy giờ đây là cái clip mà mình hình như mình nói hơi lan man ra nhiều cái hơi bị nhiều. Tóm lại là cái clip này mình chia sẻ cho các bạn về cái cách tạo mã QR để các bạn ứng dụng ha. Chia sẻ cho các anh em đồng nghiệp ai có nhu cầu làm thiết kế cho khách hàng đó thì ứng dụng. Cái này nó thiên về in ấn hơn, nhưng mà hiện tại thì mình cũng dùng nó, mình sẽ làm quay phim review cho các cái nhà hàng quán ăn các địa điểm nhiều, nhưng mà hiện tại là mình cũng ứng dụng được cái này như như mình vừa chia sẻ đó cho mọi người đó. Cái đoạn mã QR này thì mình sẽ copy cái đoạn mã này mình dán ở phía dưới cái phần mô tả của video này đó. Anh chị em nào mà muốn có dịp sử dụng thì chỉ cần copy về rồi làm theo giống mình thôi ha, cho nó dễ ha. Nếu mà video này mà có hữu ích với anh chị em thì anh chị em tặng cho mình một cái đăng ký, hoặc là nếu mà tốt tốt hơn một chút xíu thì giúp mình chia sẻ cái video này lên Facebook hoặc là gửi cho bạn bè gì đó ha.